Hello, hello tất cả các bạn, hello tất cả các em, hello tất cả các cô, các chú, các dì, các bác, hello tất cả các dân tộc trên trái đất này. Đây là livestream của chàng trai thanh lịch vô địch khắp vũ trụ. Thì chủ đề của chúng ta tôi đã có ghi ở ngay đây rồi. Hello em yêu, má có bầu có con có chồng rồi bây giờ kêu hello anh yêu, hello các em, hello, hello. Hello, farewell. Anh hãy nói hello em đi. Nói rồi đó bà nội. Trời ơi, hello mấy em. Chủ đề của chúng ta hôm nay là vì sao Việt Nam nghèo. Thì từ từ mới trả lời. Mới vô trả lời liền nó kỳ cục lắm. Giờ cứ chuyên mục này gọi là chuyên mục xin chào, chào tới, chào lui. Hey, để ngang không có thấy được, phải chuyển qua để này đây coi. Wow. Cái gì của Vegeta ở đây nữa? À, có phải cả đích cả lích gì ở đây đâu. Nói gì cả đích cả lích rồi thấy mới mắc cười. Không hiểu tại sao nha, mấy bạn nào mà đã từng coi Bảy Viên Ngọc Rồng rồi thì chắc các bạn cũng biết tên của Kadik, Kalik trong Son Goku trong Bảy Viên Ngọc Rồng á. Có hai nhân vật Kadik, Kalik. Má mà hai quỷ đó nó có tên có phải Kadik, Kalik đâu. Quỷ đó tên đó có bản tiếng Nhật của nó là Vegeta. Còn kia nó cũng không phải là, chỉ có Son Gohan với Son Goten thì đúng, thực ra nó chỉ là Gohan với Goten thôi, còn Kadik là Vegeta. Quỷ kia cũng không phải Kalik nữa. Về cơ bản là nếu mà các bạn chú ý chút xíu thì các bạn sẽ thấy là toàn bộ tên của mấy nhân vật ở trong Bảy Viên Ngọc Rồng đều có tên từ các loại cải bắp, các loại trái cây. Vegeta là vegetable á, Quỷ Kitron rồi cabbage rồi tùm lum tà la hết trơn đó. Mà không hiểu sao dịch qua tiếng Việt của chúng ta nó lại trở thành gọi là Kalik. Các bạn thử tưởng tượng coi, cái tên của quỷ nó tên là Vegeta, sau rồi qua bản tiếng Việt dịch là ca đích. Các bạn có thấy cái chữ nào nó giống cái chữ nào hay không? Đọc lên, à quỷ này nó tên là Vegeta. Cái ông mà biên tập ở ngay cái nhà xuất bản Kim Đồng, tao nghe hình như quỷ nó tên ca đích thì phải. Không có ông nội ơi, nó tên là Vegeta. À, tao nghe có một chữ cờ, cái con két cái chữ cờ. Nó là Vegeta, à vậy nó tên là ca đích. Má bó tay đó, giống như truyện Doraemon vậy đó. Má Doraemon rõ ràng, Nobita thì ghi rõ ràng là Nobita rồi. Ông nói thằng quỷ, à, thằng quỷ kia nó là Dekisugi. Nó không phải là Deki không thôi, nó mà là Dekisugi. Quỷ kia Suneo thì dịch ra là Seiko. Suneo đọc là Suneo, chứ không phải là làm sao mà đâu ra được chữ Seiko được. Còn quỷ kia là Giant. Giant thì có thể coi nó giống Giant được đi, tại vì nó cũng được. Tới quyền kia Shizuka đọc thành Suka. Má ơi, cái đó là một cái gọi là một thói quen rất là tệ của tất cả những người mà tôi nói là đang nắm cái chuyện mà cơ bằng văn hóa của chúng ta. Các bạn có để ý mỗi lần mà trên tivi, trên đài, đặc biệt là đài mà đài VTV á, đọc tiếng Anh á rất là kỳ cục. Đại hội G7 VK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 
địa chỉ của trang web là World Wide Web chấm. Tại sao phải đọc www.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 
thì hãy đọc nó tiếng Anh, đừng có đọc mà chuyển sang tiếng Việt, đọc giống như quần đảo Galapagos rồi gì Argentina rồi nói. Mỗi lần tôi nói thì lúc trước tôi đã từng có ghi ra rõ ràng, tôi nói đọc tiếng Anh phải đọc cho đúng, đừng có đọc bậy. Thì có nhiều đứa nó nói đọc như vậy là tại vì bởi vì người Việt Nam không có biết tiếng Anh. Nếu nhiều người Việt Nam không biết tiếng Anh thì càng phải đọc đúng tiếng Anh hơn nữa, để cho người ta sau này khi gặp thế giới, người ta không có cái chuyện là ông nói gà bà nói vịt. Tôi vô cái trang VK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 
là ngu mà dạy cho những người khác cũng ngu như mình mà không chịu học hỏi để sửa cái ngu. Ok, đã nói về cái chuyện đó chứ không có liên quan gì tới cái chuyện mà gọi là bởi vì người Việt Nam không biết tiếng Anh nhiều cho nên phải đọc.
Nếu người Việt Nam không biết tiếng Anh nhiều thì càng phải đọc đúng, chứ không phải dùng cái đó để biện hộ cho cái thiếu hiểu biết của mình. Ok, đó vấn đề đó. Thì nếu các bạn để coi Doraemon, Nobita hay là gì những cái đó, ok, thì hôm nay chúng ta sẽ quay lại cái chủ đề chính của tôi hôm nay, đó là tại sao Việt Nam chúng ta nghèo. Nó thật ra nó rất là nói thì lý do nguyên nhân sâu xa thì từ từ mình sẽ nói ra. Các bạn, nếu mà các bạn đi nước ngoài, chỉ cần các bạn đi nước ngoài, nói không đi nước ngoài không cần đâu xa hết trơn á, nó đi qua Sing thôi, các bạn sẽ thấy những người mà tuổi trẻ, tức là kiểu như mà khoảng mà kiểu mà học đại học xong nó ra là các bạn nhìn thấy biết liền, những người bên đó đều đi làm. Đi làm là đi làm, mà nhìn các bạn thấy những người đó là các bạn cũng biết họ đi liên tục, đi liên tục, đi nhanh nhẹn, đi liên tục, tức là lúc nào họ cũng vội vã để đi làm việc hết. Còn những công việc mà chân tay thì hầu hết đều là những người già làm. Ở đất nước chúng ta sẽ thấy ngược lại, những công việc chân tay là những người trẻ, còn những cái chức vụ lẽ ra phải để cho những người trẻ nắm thì lại là những ông già gần đất xa trời bám lấy cái chức vụ đó, để bám cái ghế đó. Điều đó nó dẫn tới cái gì? Các bạn, bây giờ các bạn thử so sánh, nếu mà một cái công ty được một lực lượng trẻ nó lãnh đạo, nó cơ bằng mà nó năng động, nó làm đủ kiểu, so với một công ty mà để cho một ông già, những cái ông già cũi già khẳng khu đế mà cái gì cũng nó không được, cái này không được, già quá rồi tao không có muốn làm này, tao không muốn làm cái kia, thì các bạn nghĩ công ty nào nó sẽ phát triển hơn? Đó, đa 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 đa. Rồi cái lực lượng sức trẻ, các bạn cũng biết là trẻ, những cái thể thao các bạn thấy chơi tất cả các môn thể thao này nọ thì toàn là trẻ, không có ông già nào chơi đâu, đúng không? Đó. Thì nếu mà cái năng lượng trẻ được dùng vô để tạo ra của cải thì thực ra là đất nước chúng ta sẽ giàu hơn rất là nhiều. Nhưng nếu bây giờ chúng ta nhìn ra ngoài đường đất nước chúng ta sẽ thấy gì? Những cái tiệm cà phê toàn là trẻ ngồi không. Cà phê mà đặc biệt là cà phê càng khuya thì càng trẻ. Vô trong quán cà phê hả? Chỉ có những cái quán cà phê mà như quán cà phê thức là vô trong đó, cái đặc điểm của nó là một cái chỗ để cho những đứa trẻ tiêu phí sức khỏe và thời gian của mình. Tức là thay vì về nhà ngủ cho khỏe thì vô nó ngồi cả đêm, vô đó chỉ để bấm điện thoại, kéo lên kéo xuống Facebook coi có ai mà kêu bằng mà mới bấm cái gì không, lên lâu lên một hai cái notification. Các bạn biết, các bạn nếu mà các bạn để ý một cái nữa, các bạn nhìn lên YouTube của nước ngoài, các bạn sẽ thấy rất nhiều sản phẩm nó mình coi mà mình cảm thấy là mình cảm thấy xám hồn luôn. Nó tụi sao tụi nó hay quá vậy, cái gì tụi nó cũng hơn mình hết trơn hết á. Từ nhạc, rồi từ nhạc là dễ dàng dễ thấy nhất đó, ca nhạc của nó là đi khắp thế giới, mình hát toàn mấy bài của nó không chứ tụi nó đéo hát nhạc tiếng Việt. Chỉ có những đứa nào mà nó đi qua Việt Nam cái muốn lấy lòng, cái nó nói hai ba câu nó hát ngậm liếu ngậm lo vô, hello xin chào đù ma tụi bay, cái chỗ đầu mình hú lên trời ơi cuối cùng cũng được hát tiếng Việt rồi, mừng quá bà con ơi. Ok, thì tất cả những thứ đó đều được tuổi trẻ của tụi nó tạo ra. Còn tuổi trẻ của mình thì mình lên trên mạng mình sẽ thấy gì? Chủ tịch giả làm cục cức và cái kết, chủ tịch giả làm con kẹt và cái kết, rồi chủ tịch giả, mà trong khi có đứa nào là chủ tịch đâu, tụi bay toàn là cục toàn má có đứa nào chủ tịch đâu, chủ tịch thiệt đâu có giả mẹ gì hết trơn, nó làm chủ tịch thôi, trời đất ơi rảnh đâu đi giả làm cái gì, đúng không? Thật ra tôi nói cái này á là không có nghĩa là tôi lên án với trẻ. Nếu các bạn đã từng coi những cái clip của tôi nói ngưng lên án với trẻ. Tại vì thực ra tuổi trẻ nó như vậy là lỗi do người lớn. Lỗi là do những người lớn. Người lớn không phải là nói là người lớn đâu xa. Thứ nhất là do ba má của chúng ta. Sau đó thứ hai là do thầy cô của chúng ta. Do những người trên chúng ta. Những người mà chúng ta nhìn vào họ để chúng ta kêu bằng mà coi có người ta làm như thế nào, người ta làm như thế kia, đại loại vậy đó. Thực ra nếu mà tiếp tục mà cứ cái kiểu phát triển như vậy á, nói thiệt, bây giờ các bạn có thể làm một cái test đơn giản như vậy. Các bạn chỉ cần vô cái YouTube mà các bạn không có sign in cái account của mình, các bạn vô đó, các bạn sẽ thấy cái YouTube của Việt Nam chúng ta nó ba láp kinh khủng luôn. Cái gì mà toàn là chơi, 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 ăn chơi, rồi coi những cái phong trào mà gì vô làm chó, rồi sống ở trong chuồng, trời đất quỷ thần ơi, đúng không các bạn? Mà tôi nói thiệt, tương lai là do tuổi trẻ. Mà bây giờ các bạn nghĩ một đất nước có thể phát triển được
khi mà nhìn vô thấy tuổi trẻ mà toàn là vô làm chó, rồi chủ tịch giả làm con két, rồi chủ tịch rồi khá bảnh là ABCD DZ gì đó. Thì thật ra tôi nói lỗi á, lỗi là do người lớn, thứ nhất là do người lớn, thứ hai là do những người có hiểu biết cũng đéo thèm xe những cái hay ho để cho trẻ nó coi. Tôi nói thiệt, cái đặc điểm đó là cái chuyện mà đặc điểm của những người thông minh, những người có hiểu biết, những người đó các bạn, nếu các bạn chịu khó, mà nói chung các bạn nào, tôi nghĩ các bạn nào mà coi cái livestream của tôi mà cảm thấy thích tôi, các bạn đều hầu hết đều là người thông minh hết. Tại vì nếu mà người người nào mà không thông minh đó thì không có thấy tôi nói gì hay ho hết trơn hết đó, vô nhìn cái thấy nói mấy thằng này nói gì bá lá bà xàm không à. Một mặt nào đó thì cũng đúng, tại vì nếu mà không có bá lá bà xàm chắc cũng không có ai coi đâu. Nhưng mà mặt khác thì tôi cũng nghĩ là những người mà coi của tôi á, đủ hiểu là tôi đằng sau cái lớp bá lát bá xàm của tôi là ẩn giấu một bộ óc cực kỳ thông minh, siêu việt, thanh lịch vô địch khắp vũ trụ. Ok, chuyện đó coi như là lâu lâu quảng cáo chút xíu thôi, nhưng cái vấn đề quan trọng là những người mà thông minh á, hầu hết lại rất ít khi share cho những người khác biết cái thế giới, những cái hay ho mà mình đang coi nó dẫn tới cái gì. Chẳng hạn như có nhiều bạn nói là với tôi là anh ơi, sao dạo này không thấy anh post clip, không thấy anh gì hết trơn vậy? Bởi vì các bạn biết sao không, các bạn vô các bạn coi của tôi, các bạn chỉ coi im lặng, các bạn không bấm like, các bạn không bấm share, các bạn không comment. Thì Facebook, YouTube nó rất là hay, nó có thuật toán của nó học. Khi mà các bạn không làm gì cả, khi những cái nào các bạn coi mà các bạn không có một cái tương tác gì hết thì nó sẽ mặc nhiên coi rằng đó là bạn không thích cái đó, và nó sẽ không xuất hiện cho bạn coi những cái đó nữa. Mà đặc biệt Facebook bây giờ cái thuật toán của nó càng lúc nó càng ghê gớm. Nó bóp cái reach, tức là bóp những cái tin tức mà mình coi của bạn bè, những cái người mà mình follow lại, để cho những cái tin tức của những cái page mà trả tiền quảng cáo nó xuất hiện nhiều hơn. Mà bây giờ tôi hỏi các bạn là các bạn lên Facebook các bạn thích coi quảng cáo nhiều hay các bạn thích coi những cái hay ho nhiều? Muốn coi những cái hay ho nhiều thì việc các bạn cần làm đó là các bạn nên share những thứ các bạn thấy hay. Đừng có nghĩ tới cái chuyện là share nhiều quá loãng Facebook của tôi. Không không không. Các bạn share nhiều á thì các bạn sẽ thấy những cái thứ hay tương tự nó rất là nhiều. Chẳng hạn như bạn thích mèo chó, bạn share mèo share chó, thời gian thảo Facebook của bạn ngập mèo ngập chó, cho coi đã luôn, đã sướng luôn. Các bạn thích vú, các bạn share vú, các bạn cái này hơi hơi mệt chút xíu thì các bạn có thể cơ bản cái này cũng các bạn cũng bớt bớt chút xíu, chứ vô Facebook thấy vú không thấy cũng mệt lắm. Đằng nào nó cũng hay nhưng mà nó cũng mệt. Ok. Cơ bản là các bạn phải share những cái bạn thích, thì Facebook nó sẽ cho các bạn thấy nhiều thứ mà các bạn quan tâm hơn. Thì lúc đó những người khác người ta coi Facebook của bạn, người ta nhìn vô người ta cũng có thể 10 cái người ta không thấy được cái, người ta cũng thấy được một hai cái, người ta thấy cái này nó cũng hay đó. Và đó cũng là cách hay nhất để lan truyền kiến thức, lan truyền những cái hay. Chứ nhiều người share tặng gì đâu không, mà xong rồi cái share gì đâu không, xong share nói em bực quá, em phải chửi nó, em chửi nó. Không, các bạn càng share nhiều thì nó được share nhiều, chứ nó không có quan tâm tới chửi chiết gì hết trơn hết đó. Hãy share đi nhé. Và share luôn cái này. Bây giờ tôi sẽ cho thêm một cái phần mà quan trọng nhất, đó là phần cái của tôi vừa mới nói, share nhiều lên. Đây. Cái comment của tôi phải pin cái comment này lên, cái này nó quan trọng nhất. Ok. Share nhiều lên để cho những gì hay ho được đến khắp chúng ta. Chẳng hạn như những cái của tôi đang nói này là các bạn share nhiều, sau này các bạn sẽ thấy được tôi nhiều. Và nhớ là follow, see first, rồi subscribe, rồi click nút chuông, rồi làm đủ thứ tè le để hỡi tôi có cái gì là các bạn coi cái đó. Nói thiệt với các bạn là thế giới của tôi nó hay lắm, thế giới bí mật của Alex Mack nó tuyệt vời, nó hay ho, nó hấp dẫn lắm, chẳng hạn những cái như tôi nói hôm nay. Ok. Giờ quay trở lại cái chuyện mà tuổi trẻ đi. Tuổi trẻ thì tuổi trẻ không có lỗi, các bạn cũng không có lỗi. Mà chỉ đơn giản là chúng ta được là gì? Chúng ta nhìn nhìn vào cái gì? Nhìn vào những tấm gương đi trước. Tấm gương đi trước. Tất cả chỉ lo cho bản thân mình, nói thôi mình chỉ cần sống tốt là được rồi, xã hội nó sẽ tốt lên, thôi đừng lo tới ba chuyện đó con ơi, chuyện này không phải chuyện của mình, lo chuyện của mình đi, rồi chuyện của mình rồi cuối cùng á các bạn à, trên đời này chúng ta không thể nào sống chỉ lo cho bản thân của chúng ta được. Nếu các bạn chỉ lo cho bản thân của chúng ta, có nhiều người nói vậy đó, tôi hả, tôi chỉ cần sống tốt là được rồi, tôi đâu cần biết ai, tôi không cần làm gì hết trơn, tôi sống tốt là khỏe rồi, tôi đâu cần ai, tôi cũng sống tốt được. Bậy. Bạn không cần điện sao? Bạn không cần nước sao? Bạn không cần đồ ăn sao? Bạn có thể tự làm những thứ đó được không? Không. Tất cả chúng ta đều có quan hệ với nhau. Và nói thiệt á, cái Facebook rồi cái Internet này nè, ở đâu ra? Bạn có tự tạo ra nó được không? Không. Tất cả chúng ta đều liên hệ với tao, gọi là everything is connected.
tất cả chúng ta đều connect, và chính nhờ cái sự connect đó nó mới dẫn tới sự chúng ta nhìn thấy được những cái hay để mà chúng ta phát triển lên. Thì nhưng mà rất tiếc á là chúng ta nhìn được cái hay của nước ngoài nhưng chúng ta lại chỉ bắt chước được cái bề mặt của nó thôi. Các bạn để ý những cái thứ mà nước ngoài nó có, các bạn nhìn các bạn thấy những cái lễ hội EDM của nó, Việt Nam cũng có EDM, rồi nước ngoài hút vép, Việt Nam cũng có vép, nước ngoài hút cỏ, Việt Nam cũng có cỏ, cái gì mình cũng có hết. Nhưng chơi bao giờ cũng vậy, chúng ta có cảm giác giống như là ờ EDM Việt Nam coi nó không có đã, nó không có sướng, đi nước ngoài chỗ thấy nó nhảy, nó sung, nó sướng, phá đã phê vậy đâu. Các bạn biết sao không? Tại vì cái đám nước ngoài nó làm thấy mẹ luôn, nên nó chơi tới bến. Còn chúng ta, không phải chúng ta, toàn bộ đất nước của chúng ta luôn, chúng ta chơi quá nhiều mà chúng ta làm không có bao nhiêu hết. Nó lạ vậy đó. Cái đất nước của chúng ta là một cái sự mà kêu bằng gọi là rất nhiều nghịch lý. Các bạn để ý không? Nước của chúng ta là nước nghèo nhưng lại có rất nhiều nhà băng để giữ tiền. Ở sao kỳ cục vậy? Các bạn ra nước ngoài các bạn thấy nhà băng nó có 2-3 cái à, nó không có nhiều cái hết trơn. Má Việt Nam quá trời cái nhà băng luôn. Cái gì mà Đông Á, Nam Á, Bắc Á, rồi Ủ Á thì đại loại như vậy, rất là nhiều nhà băng nhưng dân thì không có đồng xu các bạn nữa, trơn hết đó, có nhiều chơi hết trơn rồi. Ra ngoài đường thì thấy ai cũng chạy bán mạng, đèn đỏ còn 10 giây cũng phải vượt đèn đỏ để chạy, xong chạy vô trong quán cà phê ngồi cả ngày ở trỏng, xong đó rồi nó không có, trời dư dả thời gian quá, không biết làm gì hết trơn hết đó, kỳ cục. Rất ngoài nhiều ngoài đường, rất là nhiều quán nhậu nhưng rất ít những cái thư viện để cho chúng ta. Mà các bạn nói thiệt, mình ăn á ăn nhiều lắm nhưng mà món ăn tinh thần của chúng ta thì lại rất là ít. Các bạn thấy tôi không? Món ăn tinh thần của tôi rất là nhiều, thấy không? Một đống luôn, toàn là búp bê. Ủa lộn ơi, ý là sách. Món ăn tinh thần của tôi là sách. Ok, những cái đó nó mới làm chúng ta lớn lên nhiều. Thật ra chơi thì cũng không có vấn đề gì hết trơn, vấn đề là chơi ra chơi, làm ra làm. Đám nước ngoài nó chơi được như điên như vậy là bởi vì trong một tuần có 7 ngày, 5 ngày nó làm mẹ luôn, tới 2 ngày còn lại nó bung sức là nó chơi. Các bạn bây giờ, tôi có thể nói là các bạn có thể thử như vậy này nha. Bây giờ trong một tuần, cố gắng trong một tuần đó mình làm 5 ngày chết mẹ luôn, mình làm mình học liên tục, mình đừng có nghĩ gì tới chơi hết trơn á đó. Khi mà được cơ hội tới chơi, nó giờ mày đi ra nhậu với tao gì, nó thôi, hôm nay tao đi làm về, tao phải đi học cái này, tao đi học cái kia, xong rồi đợi 2 ngày cuối tuần mấy bạn bung ra mấy bạn chơi, tôi dám cá với mấy bạn, lúc đó các bạn sẽ cảm thấy cái ngày chơi xong mà nó đã dễ sợ như vậy. Lúc đó mình chơi tới bến luôn mình cũng không có cảm thấy gì. Mà nếu các bạn đi nước ngoài, các bạn sẽ thấy những cái nước mà nó giàu á, nó cũng như vậy. Bởi như vậy nó mới giàu. Nó đã giàu rồi mà nó còn chăm làm nữa, nó càng lớn nó càng giàu thêm. Còn chúng ta má nước không có con mẹ gì hết, mình cứ hở ăn chút đi cà phê, cứ hở ăn chút lại đi nhậu, cứ hở ăn chút lại đi ăn đi chơi rồi gì còn chuyển qua kêu. Nó thiệt á, bây giờ có một đứa nào mà nói ê, có đứa nào rảnh đi học tiếng Nhật với tao không, có đứa nào rảnh đi học tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, học kèn, học guitar với tao không? Trời, tôi nói thiệt, má bảo đảm luôn, đéo có đứa nào mà bấm vô hết. Cao lắm có một đứa bấm vô, bấm xong hỏi học chỗ nào, chỗ đó có nhiều gái không mày, xiên luôn. Các bạn à, mà các bạn nhìn thấy những đứa nước ngoài không, tụi nó hát hay được, tụi nó làm được gì là bởi vì sao? Nó phải tự nhiên tụi nó đẻ ra mà tụi nó hát hay học giỏi vậy. Tụi nó phải học, cái thời gian tụi nó bỏ ra, sau đó tụi nó đang dùng cái đó, thành quả của tụi nó gặt hái lại. Còn bây giờ mình á, mình không có làm mẹ với mình không có học gì hết, mà mình suốt ngày mình chỉ ngồi, mình chỉ muốn phải chỉ có bài hát nào hay ho hay là cái gì. Ôi, không được. Thử đi. Bây giờ các bạn có thể thử, có thể là challenge, cái này có thể gọi là một cái challenge này, trong vòng 1 tháng 5 ngày từ thứ hai cho đến thứ sáu học làm như điên, 2 ngày còn lại chơi tới bến cho tôi, để thử coi trong cái tháng đó mình được biến thành một con người như thế nào. Thử cái challenge được không? Nếu mà toàn bộ mà dân Việt Nam có thể mà làm được cái challenge kiểu như vậy, tôi nghĩ là mình có thể trong khoảng 1 tháng đó chúng ta có thể làm ra được nhiều tiền hơn đó. Nhiều tiền hơn và chơi cũng đã hơn. Nhưng mà nói thì nãy giờ mới nói những cái là giải thích lý do mà thuộc dạng là bề mặt, kiểu như là chúng ta nghèo là tại vì lực lượng trẻ của chúng ta không được làm teo lỏng chân tay nhiều quá, mà lao động trí óc không có nhiều, rồi vậy này nọ kia. Cái lý do sâu xa hơn á, nghèo là tại vì sao? Do giáo dục. Thứ nhất á, nếu các bạn đọc trên mạng các bạn cũng sẽ thấy rồi, nước Nhật á, nó là nước á,
Nếu mà chúng ta đi Nhật chúng ta cũng thấy đậu má cái nước gì mà nó đẹp dễ sợ vậy, trời nó giàu dễ sợ vậy, trời đâu đâu trời mà qua đó thấy tụi nó làm chết mẹ luôn. Ok vậy đó, ở trên ở sách tụi nó nói á, đất nước của mình không có cái cục cước gì hết trơn á mấy con ơi, trời ơi má mình phải làm dữ lắm, động đất tè le tùm lum tà la hết, bây giờ phải cố gắng mới có cái mà xài. Rồi nói đâu xa, qua Sing thôi. Sing á nó bằng có cái nó cưa bằng nó nhỏ, nó chưa bằng cái Sài Gòn của chúng ta nữa, mà bây giờ người Việt Nam của chúng ta phải tìm mọi cách để đi qua đó nhập tịch Sing, rồi đi qua Sing để làm ở đợ cho nó, gọi là xuất khẩu lao động hay nói khác là đi làm cu li cho nước ngoài đó đó các bạn. Tại vì sao, tại vì sao, tại vì giáo dục, ngay từ đầu giáo dục á tôi không có nói chuyện gì mà rừng bàn biển bạc hay là gì, nó các bạn tôi nói bây giờ nhiều khi á các bạn vô các bạn coi cái sách địa lý bây giờ, nhiều khi con số của nó chả có chính xác gì hết trơn á. Vậy địa lý bây giờ mà vẫn dùng trong sách, sách á, bản năm nay thì nó tái bản của năm 2-3 năm về trước, rồi bản 2-3 năm về trước tái bản của chục năm về trước, rồi rốt cuộc nó không có chính xác cái gì hết trơn, đôi khi chỉ cần lật Google Map ra là sẽ thấy cái đất nước của chúng ta bị chặt không biết bao nhiêu cây rồi. Cũng không cần với nó, chạy xe mà dọc dọc bờ biển thôi, nhìn mấy cái đồi trọc lóc là thấy thương luôn á. Ở trong thành phố này các bạn cũng thấy rồi, má đi ngoài đường là bụi chết mẹ luôn. Nhưng giáo dục của chúng ta không có nói gì mấy cái đó. Giáo dục nói rừng vàng biển bạc này nọ nọ kia. Nếu mà ngay từ nhỏ mà chúng ta được dạy á, mấy con phải cố gắng lên. Tại vì ở đất nước mình nghèo lắm. Nhưng mà nó lại mà về một vấn đề như tôi đã từng nói rồi. Từ nhỏ chúng ta không được dạy như vậy. Chúng ta được dạy cái gì? Chúng ta được dạy sự dối trá. Các bạn để ý đi, môn văn học là cái môn dạy chúng ta sự dối trá nhiều nhất. Và cái sự dối trá đó nó cũng dẫn tới chuyện là chúng ta riết là chúng ta coi chuyện đó, con người nói láo với con người là đương nhiên. Em hay tả căn nhà của em, có đứa nào dám tả căn nhà thiệt của mình không? Toàn là tả mà tả biệt thự thôi mà. Em hay tả ông nội của em, ông nội của em lớp có 50 đứa mà chỉ có một ông nội mà thôi. Em hãy nêu lên cảm nghĩ của em với bài văn này, bài văn nọ, bài văn kia. Cảm nghĩ cái gì? Đó đâu phải là cảm nghĩ của em. Em thấy bài văn này nó đéo có hay. Nhưng tất cả đều cùng một cảm nghĩ. Bài văn này là tiếng thét, tiếng gào, tiếng kêu khóc, là những cái tuyệt tác tài hoa. Văn kiểu như vậy nó làm cho chính chúng ta từ hồi nhỏ là đã ghét chuyện đọc. Tại vì chúng ta thấy đây là những tác phẩm dối trá, tôi không có thấy hay gì hết mà tại sao suốt ngày cứ bắt tôi đọc. Trong khi thực ra nếu các bạn mà biết, các bạn chịu khó đọc á, thì các bạn sẽ thấy cái thế giới mà sách á, nó đem lại cho chúng ta rất là nhiều. Nói không phải gì đâu xa, tôi nè, nãy giờ tôi nói với các bạn nghĩ là tôi lấy ở đâu ra mà tôi nói, tất cả là nhờ sách. Thực ra thì cũng có một phần là nhờ cái khiếu ăn nói của tôi nữa. Nhưng một con người mà biết ăn nói, nó gồm có hai thứ. Một á, là năng khiếu ăn nói, và thứ hai là người đó có kiến thức để nói. Hai phần đó, nó gắn liền với nhau, và nó có thể bổ trợ cho nhau. Kiểu như là nếu mà bạn có khả năng ăn nói là 7 thì kiến thức của bạn là 3, bạn cũng vẫn có thể nói được. Nhưng một lúc nào đó bạn cũng sẽ nói cơ bằng mà nói có 3 cái, nói một hồi nó cũng sẽ lặp lại. Còn nếu mà bạn là một người mà kêu bằng mà bạn không có khiếu ăn nói gì nhiều lắm, nhưng bạn có kiến thức nhiều, thì bạn nói chuyện một cách bình thường cũng vẫn có người sẽ lắng nghe bạn. Thực ra cái đó các bạn có thể nhìn thấy rõ ràng nhất ở những cái ông già bà già. Có nhiều người á, người ta nói chuyện mình, ta nói chuyện bình thường lắm mà mình nghe mê say luôn. Bởi vì người ta có kiến thức. Kiến thức đó đến từ đâu? Từ cái quyển sách cuộc đời của người ta. Những người đó là những người có kinh nghiệm sống. Người ta đọc từ cái quyển sách của người ta kể lại cho mình nghe. Thì nếu mà các bạn chịu khó đọc sách nhiều, các bạn, đó là cái cách đơn giản nhất để chúng ta có kiến thức. Bởi vì trong cuốn sách nó là cô đọng những cái kinh nghiệm sống, những cái mà kêu bằng kiến thức rồi đủ thứ ở trên đời này. Nó cô đọng là những trang giấy để mình đọc vô. Mình coi lại, mình không cần phải sống tới 60 tuổi để mình biết là 60 tuổi cuộc sống nó như thế nào. Mà mình chỉ cần đọc một cuốn sách, chẳng hạn như là ông trăm tuổi leo qua cửa sổ và biến mất. Đó là một cái cuốn các bạn nên coi, tôi đã từng review cái cuốn này rồi. Ông trăm tuổi leo qua cửa sổ và biến mất, đó là một cuốn sách mà rất là mắc cười và rất là hay. Dĩ nhiên cuốn đó không phải viết ra bởi một ông trăm tuổi, nhưng mà nó là do một cái ông nào đó, ông là một vị văn, ông viết. Thì rất là hài hước, rất là mắc cười, các bạn nên coi cái cuốn đó. Và các bạn nên đọc nhiều loại sách. Đừng có đọc theo kiểu là có nhiều bạn inbox cho tôi, các bạn hỏi anh ơi, em bây giờ em muốn đọc một cuốn sách, anh có thể giới thiệu cuốn sách nào hay cho em được không? Thì tôi không thể nào giới thiệu cho các bạn cuốn hay được. Tại vì có thể cuốn đó nó hay với tôi, nhưng không có hay đối với bạn. Các bạn có thể bắt đầu bằng một cuốn sách
của một cái phim mà các bạn coi các bạn thích. Chẳng hạn như bây giờ các bạn thích Avenger đúng không, các bạn kiếm comic Avenger, comic cũng có thể coi được. Comic nó hay lắm, comic của Mỹ nó viết nó rất là hay. Thực ra thì truyện tranh á, lúc nào cũng hay á. Chỉ có những người ngu mới nghĩ là truyện tranh là dành con nít thôi. Thực ra là trên đời á, truyện tranh nó chỉ là một hình thức khác của kiến thức mà chuyển cho một cách dễ ăn hơn. Nó giống như là có nhiều người chế biến món. Thay vì đưa cầm một cuốn sách vậy cộp, thì bây giờ cuốn sách nó có thêm tranh đọc, tức là món nhẹ nhẹ, ăn khai vị rồi màu màu từ từ các bạn sẽ thấy. Các bạn có thể đọc Harry Potter, các bạn có thể đọc Lord of the Ring, các bạn có thể không, Lord of the Ring hơi nặng á, nó nặng lắm. Các bạn có thể đọc Game of Thrones, những cái phim nào mà các bạn biết nó có truyện, các bạn có thể kiếm cái cuốn truyện đó các bạn đọc. Chẳng hạn như là Bố Già, phim Bố Già, Godfather, các bạn kiếm truyện Godfather các bạn đọc. Tùm lum những cái cuốn sách các bạn coi xong rồi dần dần các bạn sẽ biết được. Nó có nhiều thứ. Không phải tự nhiên cái cách tôi dùng từ tôi có nhiều chữ để tôi nói là bởi vì tôi đọc sách nhiều cho nên tôi mới có thể nói liên tục mà tôi không có bị mà dấp dáp hay là gì gì, kiểu như có nhiều người vô nói hồi kia tại vì người ta không có chữ. Thật ra đó không phải là lỗi của người ta mà tại vì người ta ít đọc sách thôi. Đọc nhiều lên nhưng mà ba cái ngôn tình thì ít ít dùm. Ngôn tình nó giống như là fast food vậy đó bạn. Không, nó không phải là fast food mà nó giống như là kiểu như trà sữa. Các bạn không thể nào sống suốt cuộc đời chỉ bằng trà sữa được. Mà các bạn uống trà sữa hoài thì các bạn sẽ bị tiểu đường. Đại loại vậy. Đặc biệt là những cái chuyện mà ngôn tình vô. Thật ra chuyện ngôn tình hầu hết đều là những cái chuyện bá láp hết. Tại vì đọc vô mấy cái đó, đó nó sẽ giúp cho các bạn là cảm thấy là cuộc đời á, suốt ngày chỉ có yêu, không có yêu, chuyện vô má, chuyện gì. Giống như ba cái phim gì mà suốt ngày kiểu như phim Hàn Quốc á, cô đó má chùi toilet mà có chồng á, là có con quỷ con giám đốc chủ tịch tập đoàn tới thích cái yêu. Trời ơi là trời, cô nào cũng tưởng tượng mình như vậy hết mà không ai để ý là cô chùi toilet đó cái tướng của cổ như người mẫu vậy đó. Còn ngoài đời á, mình chùi toilet là mặt mình y chang như con chùi toilet vậy đó, cái tướng của mình y chang như con chùi toilet thì chỉ có cái thằng chùi toilet nó mê mình thôi. Ok, đừng có tập trung vô ba cái ngôn tình. Kiếm những cái sách nào mà hài hài, kiếm những cái cuốn mà có thể là những cái cuốn mà nói gì con nít cũng được. Có nhiều mấy cái truyện nhóc Nikolai hay là gì gì á. Có một cái truyện nữa tôi nghĩ các bạn nên coi, truyện dành cho con nít thôi, đó là hay là đem cho con mình coi, đó là truyện Những Cuộc Phiêu Lưu Của Mít Đặc, Bác Sĩ Abelip, đại loại vậy đó. Cái truyện đó nó mắc cười lắm, nó dành cho con nít. Nhưng mà nếu mà các bạn coi mà các bạn cảm thấy nó cũng khá đơn giản, mà hồi nhỏ tôi coi cái truyện đó nó đúng với độ tuổi của tôi. Còn giờ thì tôi già rồi nhưng mà tôi vẫn nghĩ đó là cái cuốn truyện mà các bạn nên coi, hoặc là ít nhất là cho em mình còn nhỏ nó coi. Chuyện á, đọc sách nó rất có lợi. Thì nếu mà đọc sách nhiều các bạn sẽ biết được những cái thứ mà bá láp bá xàm mà chúng ta đang thẩm thấu vô người nó có tác dụng, nó hại như thế nào. Thì thực ra không phải là các bạn cứ đọc sách rồi các bạn sẽ thông minh lên, các bạn thông minh lên rồi các bạn sẽ làm được nhiều của cải, nhiều người thông minh sẽ trở nên giàu có, không phải vậy. Ở đất nước của chúng ta, người giàu chưa chắc đã là người thông minh, và người thông minh chưa chắc đã giàu. Có nhiều người, người ta giàu, cái người ta nói, đánh giá là đó nó giỏi lắm, nó không giỏi, lỗi giỏi làm giàu. Giỏi có rất là nhiều chuyện, nó không có liên quan tới nhau. Không phải, ở cái thước đo ở nước chúng ta đó là hãy cứ giàu là giỏi. Trong khi á, các bạn có thể thấy nhiều người đánh đàn giỏi, người ta đâu phải giàu đâu. Nhưng mà rõ ràng nói ông đó, ông đó giỏi đánh đàn lắm á. Giỏi kiếm tiền cũng là giỏi. Nó cũng giống như là chúng ta học ở trong trường vậy đó. Không phải, trong trường của chúng ta, cái hệ thống giáo dục của chúng ta là chỉ có khi nào mà anh giỏi văn với anh giỏi toán thì anh mới trở lại là học sinh giỏi thôi. Trong khi trên đời này nó có rất là nhiều loại giỏi. Có thể giỏi vẽ, có thể giỏi hát, có thể giỏi đá banh. Tại vì chúng ta có rất là nhiều loại thông minh. Cho nên đánh giá một con người nó không phải chỉ đơn giản về cái chuyện kiếm tiền thôi. Anh đó anh giàu không có nghĩa là anh giỏi. Anh đó anh nghèo không có nghĩa là anh dở. Mà mỗi người đều có mỗi cái để chúng ta học. Chẳng hạn như tôi không có giàu, tôi cũng không có giỏi, tôi không có con mẹ gì hết. Nhưng tôi cảm thấy là tôi nói ra một hồi tôi cảm thấy tôi cũng đéo biết tôi nói gì nữa. Ok, nhưng mà cái mấu chốt nó là như vậy, hiểu không? Cứ share đi, cứ like đi. Và nếu mà các bạn mà cảm thấy những gì tôi nói hay thì các bạn có thể, đặc biệt là những bạn nào mà có tài khoản PayPal, các bạn có thể donate cho tôi cho tài khoản duleone@gmail.com. Tiền đó tôi lấy không phải là để cho tôi ăn xài đâu, mặc dù nó cũng có một phần. Nhưng tiền donate đó tôi sẽ làm những cái chương trình sau này. Tại vì tôi tính á là sau này sẽ mở những cái lớp dạy cho những bạn trẻ cách ăn nói, dạy cho những bạn trẻ cách thuyết trình, rồi dạy cho những bạn trẻ những cái kỹ năng cần thiết ABCD, XYZ này nọ. Thì những cái số tiền mà tôi được nhận donate, tôi
sẽ dùng để trợ giá cho những bạn trẻ, có thể là mướn chỗ dây dây này nọ tùm lum tà la. Thì nếu mà ai mà cảm thấy ok này nó có ý tốt, nó muốn làm đóng góp cho xã hội rồi lại đó, các bạn có thể donate cho tôi qua cái địa chỉ cái ví Momo tôi có thể ở đây, hoặc là PayPal duleone@gmail.com. nó rất là đơn giản. Còn nếu mà bạn nào mà không biết làm gì hết thì các bạn có thể share, và các bạn cố gắng share public bằng nick chính của mình, đừng share bằng nick clone. Tôi không có thích, nếu các bạn share bằng nick clone thì có con mẹ nào coi đâu. Nếu có nhiều người nói em share bằng nick chính mà cũng đéo có đứa nào coi hết trơn, thực ra bạn của bạn nó có coi nhưng mà nó không dám bấm like. Tại vì có một thứ là ở Việt Nam những người mà nói thiệt á, người ta sợ lắm. Các bạn còn nhớ về thầy Khoa gì mà đã từng quay lén, không phải quay lén mà ông quay lại cái cảnh mà ở trong phòng thi giám thị đưa bài cho thí sinh mà chép hay gì gì không. Lúc đó ông được lên báo nói này nói nọ rồi khen thưởng đủ kiểu hết. Sau này ông không có đi làm được luôn. Ông cũng phải đóng cửa cái quán internet của ông, bởi vì không ai dám chơi với ông nữa trơn hết đó. Chơi với ông mất công, ông quay clip lại sao, chơi với ông rồi mất công lắm này nọ. Đó, những người mà nói thiệt á, không ai dám chơi hết. Bởi vậy nếu các bạn dám chơi với tôi thì các bạn cứ chơi với tôi, thì một ngày đó tôi cũng chơi với bạn. Ủa lộn, ý tôi nói là tôi cũng sẽ chơi với các bạn. Má nói hồi lộn á, sai. Nếu bạn đẹp thì tôi chơi thôi. Ôi, ý tôi nói là không phải như vậy. Tôi nói là chúng ta giống ý nhau là chúng ta sẽ cùng chơi với nhau, ok. Chơi vậy nó nắm tay chơi vui, mấy bạn ơi mà anh về anh đi xe hơi vậy đó. Trời, nói hồi lộn hết. Nói chung là cái miệng và cái thân đại loại vậy đó. Cứ share đi. Share nhiều lên, donate, đại loại đủ kiểu. Càng nhiều càng tốt. Nếu không nhiều thì không tốt lắm đâu. Tại donate nhiều nó mới tốt. Bây giờ nói chung là các bạn trẻ hay là các bạn già gì cũng được, trong tuần này, trong tháng này chúng ta có thể làm một cái challenge. Trong tháng chúng ta một tuần 5 ngày từ thứ hai đến thứ sáu làm chết con đĩ mẹ luôn, ok. Sau đó thứ bảy chủ nhật chơi chết con đĩ mẹ luôn, để coi cái cảm giác của chúng ta khi sau khi mà làm chơi ra chơi nó sẽ như thế nào. Và cố gắng đọc cuốn sách ít nhất một tuần, đọc được một cuốn. Và có thể bắt đầu bằng cuốn Ông Trăm Tuổi Leo Qua Cửa Sổ Và Biến Mất, hoặc là cuốn Bố Già, hai cuốn đó có thể. Còn những bạn nào mà có con thì có thể mua cho con cuốn Cô Phiêu Lưu Của Mít Đặc, Bác Sĩ Abulip, để mà coi. Thì nó giống như là bài tập về nhà cho ngày hôm nay vậy. Và nếu mà các bạn thích thì các bạn có thể donate, các bạn có thể share nhiều lên, rồi subscribe See First cái Facebook của tôi, rồi like. Nói chung là làm tất cả những cái gì các bạn có thể làm được để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn vào tối thứ năm và tối chủ nhật hàng tuần. Ok, tạm biệt các bạn. Đêm đã khuya rồi, tôi cũng phải chuyển qua đi học tiếng Nhật thôi. À, các bạn có thể download cái app này, Duolingo nha. Nó ghi chữ là Duo, đọc viết nói sao đọc vậy á, đọc sao viết vậy á, D Duolingo, Duolingo. Dành cho những bạn nào mà chưa biết tiếng Anh, các bạn có thể học tiếng Anh trên cái đó bằng tiếng Việt. Còn nếu mà bạn nào mà đã biết tiếng Anh rồi thì các bạn có thể học những thứ tiếng khác bằng tiếng Anh. Như tôi hiện tại tôi đang học là tiếng Nhật, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha ở trên đó bằng tiếng Anh. Thì tôi học được hơn một năm rồi. Và bây giờ tôi có thể nói được tiếng Nhật một cách lưu loát, chẳng hạn như là Kimochi đó, Iku. やめてください。やめてください。 À, thật ra là tôi có thể nói tiếng Nhật một cách kiểu như bình thường. Name wa watashi no name wa Yuleo desu. Là onegai shimasu. Hoặc là những cái câu đó, hoặc là nói tiếng Tây Ban Nha kiểu te quiero. Hoặc là despacito tadadadadadadacito. Hoặc là tiếng Pháp kiểu như là voulez-vous coucher avec moi ce soir. Câu đó là câu các bạn nào biết đó là you want to sleep with me tonight. Duolingo, các bạn có thể cài cái app đó và bắt đầu học. Mỗi ngày học có thể 15 phút thôi, nhưng mà qua một thời gian chúng ta sẽ phát hiện là chúng ta biết được thêm một ngôn ngữ. Học, làm, cuối tuần hãy chơi. Đừng có chơi hoài. Để coi chúng ta phát triển được như thế nào. Ok, bye, see ya. Tối chủ nhật này, bye bye.